Lắm lão nè, chưa đều. Vậy nó mới đều. Đụng đi bự, tưởng đồ bia nó thằng vô đụng được rồi ha. Đúng rồi. Hết đi mẹ dần dần. Đụng lại đi, đụng lại đi. Đi, đụng lại đi. Chơi chơi. À. Chơi chơi. Chơi. Mình thằng rồi nha. Uống luôn nè. Dạ uống luôn. Mình luôn. Sáu rồi. Em đi. Qua dọc họ là hai bên luôn, bên chợ với bên tôi luôn đi. Dọc họ hai bên luôn. Được có đúng cháu hoàng hả? Thấy đúng cháu thì mà lại vô. Có quay không đó cha? Quên bấm nút. Ủa quay sao không mặc mấy mày không bị tới xấu quá vậy? Có chịu quay nhiêu được à cha, quay hoài sáng cho mắt thở cái mẹ em nó muốn chân. Uống đi uống đi uống đi, ba ba đại ông uống nè. Uống đi. Uống cái đại khác bên thì đứng uống cái nào vậy? Tôi vô uống mời ly cái cam thôi. Tôi đang ngon rồi, đúng không? Làm tôi mà. Không tôi là không bên kia không có ông chua bây giờ xuống thành khô thành. Không có cháu sợ lắm hả? Hả? Không có luôn hả? Không có luôn. Dạ rồi, không có dạ rồi. Em có quay phim tới rồi. Mời chị, tôi vô nhà đừng. Mời chị sáng mở đầu cũng gửi bún vô cho tôi chưa? Cắt nghe ta. Qua làm cái gì đó? Cái gì làm? 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 Cái gì là
và người bầu của mình đến đây tham dự ngày vui trọng đại hôm nay, sự hiện diện đông đủ và đầy yêu thương của hết tất cả quý vị là món quà vô cùng ý nghĩa dành cho nhân vật chính cũng như niềm vui và niềm vinh dự cho hai bên gia đình. Trước khi dứt lời, Ngọc Đình cũng xin thay mặt cho gia đình cùng nhà thờ sáng thanh sang xin kính chúc tất cả quý vị dùng một buổi tiệc thật là ngon miệng trong câu tiếp đón cũng như chiêu đãi của gia đình. Có gì sơ sót mong tất cả quý vị liền tình bỏ qua cho. Khi đã về và chúc quý vị thật lâu bình an, dồi dào sức khỏe và sự như ý và làm ăn phát tài. Ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chương trình Hoa Văn Nghệ nói về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc do anh Thanh Sáng Thanh Sang đảm trách sẽ được mạng phép bắt đầu. Nào, buổi tối hôm nay Ngọc Đình cũng xin đến quý vị ca khúc được mang tên Hoàng Tử Trong Mơ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và cảm nhận ca khúc này.
Oh,
làm ơn cho cái quạt Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đòn rồi. Đình xin kính mời tiếng hát của ca sĩ Hoàng Khang. Xin kính mời em lên sân khấu qua ca khúc được mang tên Đêm Yêu Đương. Một tràng pháo tay cái này Hoàng Khang chúng ta quý vị ơi. Vâng, lời nói đầu tiên cho Hoàng Khang gửi đến quý mạng các chú chị, một chút sức khỏe để chào thân thương vị trí trọng nhất là xin đây gửi đến quý mạng các chị một ca khúc được nhạc phẩm được mang tên Bách Sức Đêm Yêu Đương. Chị cùng thưởng thức ạ. Lung linh nhạc xin những phút thần tiên bên em lòng ngất.